Xin chào. Nếu vẫn đang băn khoăn không biết nên làm gì cho bớt chán, thì chỉ bằng ngồi xuống đây, sắm bật tivi lên cho mà xem nè. Sau khi video những tên trộm ngu người nhất hành tinh được lên sóng, ông Bùi Anh Quân hài hước chia sẻ, trộm cũng chỉ là phụ, còn tấu hài mới là chính. Lại quá chuẩn luôn ông ơi, cũng như sắm lên YouTube chỉ là phụ, lội vào đọc comment của các ông để giải khuây mới là chính. Thế nên gì, tích cực comment vào nhá các chiến hữu của tôi ơi, tôi là tôi thích lắm á. Kế đến là câu chuyện sặc mùi éo le và chua xót của thanh niên Nến Nguyễn. Nhà em cũng từng bị trộm lấy đi 2 chiếc điện thoại và bỏ lại 2 chiếc dép. Ít ra tên này còn có não hơn tên trong clip khi biết bỏ lại đúng thứ cần bỏ và lấy đi chuẩn thứ cần lấy. Thế nhưng tâm trạng của Nến Nguyễn lúc đó thì hẳn là còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Trái lại, ông Khang Đẹp Dai hào hứng kể, tôi còn trộm được cây viết của thằng bạn tôi cơ mà. Kể ra trong đời học sinh, bút là thứ dễ bay màu nhất quả đất. Thằng bạn ông mà đọc được comment này thì xác định lại tình nghĩa anh em chắc có bền lâu nha Khang ơi. Đấy các ông thấy không, trên đời này đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được mà. Yêu nhau lắm thì cắn nhau đâu, càng ăn rau thì càng bón cây táo. Vậy mới có chuyện vợ vì phát hiện chồng ăn vụng mà nuốt sạch tiền tiết kiệm theo đúng nghĩa đen, quá ế và bị gia đình dục dã quá nhiều nên quyết định cưới luôn con robot, hay thậm chí là vui vẻ tự xử cùng một con hàu để rồi khiến cho thằng em nhận về cái kết không thể đáng hơn. Tất cả những chuyện lạ có thật này sẽ được tiết lộ trong 08 phút ngày hôm nay của Chất Xám. Lưu ý thêm với anh em, biết là các ông sẽ mắt chữ O mồm chữ A là cái chắc, nhưng tuyệt đối không bắt chước các tình huống nghịch ngu này trong mọi trường hợp à nha. Còn bây giờ, nếu các ông đã sẵn sàng thì let's go! Anh em đoán xem những tình huống éo le nào có thể xảy đến khi một cô vợ phát hiện chồng mình tòm tem ăn phở bên ngoài, uýnh ghen, bách ba mẹ hay là bỏ về nhà ngoại? Oh no, chị vợ này không hề đi theo lối mòn đó mà quyết định đánh vào kinh tế, nuốt sạch tiền tiết kiệm của cả hai luôn. Theo đó, một cô vợ có tên là Sandra Milena Almeida ở Colombia đã nuốt tròn 7.000 đô la vào bụng sau khi phát hiện chuyện chồng mình chán cơm thêm phở. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, chỉ nửa ngày sau đó cô đã lên cơn đau bụng dữ dội và được đưa vào bệnh viện. Tất nhiên, cô gái trẻ trắng con mặt mũi nào kể rõ sự tình cho bác sĩ biết. Dù vậy, ảnh chụp X-quang cho thấy đã có hàng chục vật thể lạ dài khoảng 3cm trong dạ dày và ruột của cô vợ hoạn thư này. Thậm chí, bác sĩ còn nghi ngờ có thể cô này đã giấu mai thúy hòng qua mặt cảnh sát. Thế nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến, sau khi phẫu thuật, tất cả mới té ngửa khi biết, hóa ra thứ mà họ nghi ngờ lại là tiền, rất nhiều tiền là đằng khác. Được biết, một phần tiền tương đương khoảng 6.000 đô, tức là khoảng 130 triệu đồng, sau khi được rửa sạch và phơi khô, vẫn còn có thể tiêu được. Còn một phần thì đã bị hỏng do chất dịch axit tiêu hóa trong dạ dày. Người vợ trẻ buồn bã tiết lộ, đó là toàn bộ số tiền hai vợ chồng tiết kiệm để đi du lịch, nên khi phát hiện chồng ngoại tình, cô đã không làm chủ được bản thân, mà nảy ra ý định sẽ giấu nó để làm của riêng, trừng phạt cho anh ta dám mèo chuột bên ngoài. Thế nhưng, thế nào mà cô ta lại nghĩ đến việc nuốt tiền thay vì cất chúng vào két sắt hay là đem đi gửi ngân hàng cơ chứ? Người ta vẫn nói, phụ nữ khi ghen rất đáng sợ, cơ mà trường hợp này lại khiến tôi cười ẻ nhiều hơn các ông ạ. Phụ nữ khi ghen thì mù quáng là vậy, thế nhưng các ông có tin rằng chỉ một con hàu sống là đã đủ để một người đàn ông khỏe mạnh lu mờ ý thức gấp vạn lần, thậm chí còn suýt thì cứa cổ thằng em chỉ vì cách tự xử ngu người này hay chưa? Đúng vậy, đây là câu chuyện hoàn toàn có thật về một người đàn ông Singapore 26 tuổi khi anh ta đã khiến thằng em lâm nguy sau một phút bốc đồng cả đời bốc xít cùng một con hàu sống mua ở ngoài siêu thị hải sản. Trước đó, trong đầu thanh niên này bỗng lóe lên một ý nghĩ rằng hình dạng con hàu thật giống với những gì anh ta ao ước ở một cô người yêu mà đến giờ vẫn chẳng tay nào có được. Thế là chẳng nề hà bất cứ điều gì mà vì yêu cứ đâm đầu luôn thôi các ông ạ. Thế nhưng tiếc rằng chưa kịp vui vẻ được bao lâu thì cơn nghiệp quật to đùng đã ập đến. Do không thể làm chủ, thanh niên ngu người này đã suýt thì tự tay cứa đứt cổ thằng em vào phần cạnh sắc nhọn của vỏ con hàu. Anh ta hét lên đầy đau đớn khi thấy huyết chảy lênh láng tứ bề rồi ngất đi tại chỗ khi con hàu vẫn ở nguyên hiện trạng và vị trí. Khi tỉnh dậy, anh ta đã nằm ở bệnh viện với thằng em được khâu chằng chịt những 67 mũi.
Hóa ra là những người hàng xóm tốt bụng đã phát hiện và kịp thời cứu anh chàng số nhỏ một mạng. Thế nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc đã có rất nhiều người biết đến câu chuyện không lấy gì làm tự hào của thanh niên Singapore này rồi. Sau lần đó, có chết thanh niên này cũng không dám động vào con hàu sống thêm lần nào nữa, ám ảnh kinh hoàng quá mà. Thế đây nghe mạ, những phút bốc đồng thường mang đến kết quả bất ngờ, còn kế hoạch lâu dài của những kẻ lăng nhăng lại có thể khiến cho ai nấy phải ngã ngửa. Sám chính là đang nói đến câu chuyện về một người phụ nữ giấu người tình vụng trộm 10 năm trên gác mái mà ông chồng không hề hay biết chi cả. Chuyện rằng Dolly và Press Orchardrick là một cặp vợ chồng khá là giàu có. Cuộc hôn nhân nhìn bên ngoài thì có vẻ hạnh phúc, nhưng mà thực ra Fred lại là một kẻ nghiện rượu nặng và thường xuyên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ, không được quan tâm cả về tinh thần lẫn chuyện chăn ga gối đệm. Dolly dần cảm thấy chán nản, đã nhiều năm rồi mà hai người vẫn không có con, ngày càng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi Dolly gặp Otto, một nhân viên trong nhà máy khi đó mới 17 tuổi. Kể từ đó, Dolly và Otto bắt đầu mối tình bí mật. Lúc đầu, họ gặp nhau ở khách sạn hay nhà trọ của Otto, có nhiều hôm tại chính nhà của bà khi chồng đi vắng. Thế nhưng, biết rằng không thể che giấu mãi nếu người tình cư ra vào nhà mình thường xuyên, Dolly bàn với Otto về việc đưa anh lên ở trên gác mái để tiện gặp gỡ. Vì quá si mê bà chủ, Otto đã xin nghỉ việc tại nhà máy, bắt đầu cuộc sống chui lủi trên căn gác nhỏ xíu. Đúng vậy, chỗ chui ra chui vào của Otto không khác gì một cái tổ với một cái nệm, một cái đèn dầu và một cái bô. Cả hai đã ở bên nhau suốt 10 năm trong bóng tối, nhưng không có gì bí mật được mãi mãi. Một buổi tối, Otto sau khi nghe tiếng cãi vã dưới nhà đã lao xuống với khẩu súng ngắn trên tay, cướp đi mạng sống của Fred. Ban đầu, Dolly đã hợp sức cùng tình nhân để tạo hiện trường giả hòng chối tội, thế nhưng đến cuối cùng sự việc vẫn vỡ lở và câu chuyện 10 năm nuôi nhân tình trên gác mái mới được phơi bày. Các ông nghĩ sao về pha ăn vụng nem quá đỗi kiên trì này? Comment suy nghĩ của mình xuống bên dưới nhé! Vẫn biết một người chồng say xỉn có thể khiến bất cứ cô vợ nào ngán ngẩm, thế nhưng đòi ly hôn chỉ vì chồng tranh giành làm hết việc nhà thì các ông đã nghe qua bao giờ chưa? Nếu chưa thì để tôi kể cho nhá. Cụ thể, một người phụ nữ Ai Cập đã đệ đơn ly hôn chỉ sau có 2 tuần làm đám cưới bởi chồng cô luôn tranh làm hết việc nhà mà không cho phép bất cứ ai giúp đỡ mình cả. Về phần anh chồng thì đúng là tiêu chuẩn lý tưởng của nhiều chị em phụ nữ khi không những rất giàu có mà còn sở hữu một shop thời trang có tiếng. Đã vậy, sau khi thuê được nhân viên bán hàng và quản lý, anh ta có thể dành phần lớn thời gian ở nhà và giúp đỡ vợ mình. Tuy nhiên, vợ anh lại nói rằng cô không thể chịu đựng được việc sống chung với chồng nữa vì chồng cô ở nhà cả ngày chỉ để lau chùi và sắp xếp đồ đạc. Cô gái trẻ này cho rằng chồng cô hành xử y như trang một bà nội trợ và cô thì đã chăn ngấy điều tệ hại này. Không những ôm đồm hết việc nhà, anh còn không cho bất cứ ai được bến mảng đến giúp đỡ. Khi bị chất vấn, anh chồng chỉ nói rằng nếu cô muốn sống trong nhà của anh thì cô ấy buộc phải tuân theo luật của anh. Tức nước vỡ bờ, người vợ đành đệ đơn lên tòa án ở New Cairo với lý lẽ chồng tôi không cho tôi tự do để xử lý việc nhà và tôi có cảm giác như mình là khách đến ở khách sạn vậy. Vậy mới thấy, không phải cứ chiều chuộng hết mực thế này mà vợ đã yêu đâu nhá. Ông nào sắp có tổ ấm của riêng mình thì xem xét mà rút kinh nghiệm nha. Mỗi người đều có phần thì mới vui được nha các ông ơi. Và cuối cùng là pha xử lý đi vào lòng đất trước câu hỏi bao giờ lấy vợ đến từ gia đình và họ hàng của một thanh niên Trung Quốc. Các ông sẽ tuyệt đối không tin đâu. Anh ta cuối cùng đã cưới luôn người máy do chính mình chế tạo ra để có thể sống yên ổn trước sự dị nghị của hàng xóm láng giềng. Theo đó, anh Zhang Jiajia, một thạc sĩ về trí tuệ nhân tạo tại Đại học Chiết Giang, Hàng Châu, Trung Quốc, đã quyết định tổ chức lễ cưới với Jing Jing, một con robot do anh tự tạo ra. Anh đã dành 2 tháng hẹn hò với Jing Jing trước khi chính thức bước vào mối quan hệ vợ chồng bằng buổi lễ giản dị với sự tham dự của mẹ anh cùng với một số bạn bè thân thiết. Ai rồi cũng phải bị giục lấy vợ mà thôi, và Jiang cũng không phải ngoại lệ. Quyết định quái đản này của anh nảy sinh dưới sức ép phải lấy vợ ngày càng lớn đến từ họ hàng và gia đình. Cho những anh em nào chưa biết, do chính sách một con, tỷ lệ chênh lệch nam nữ tại Trung Quốc hiện đang ở mức lớn nhất thế giới, 113,5 nam trên 100 nữ. Cộng với những quan niệm như là đàn ông trước khi lập gia đình thì phải có nhà, có xe, càng khiến cho nam giới khó tìm vợ hơn bao giờ hết. Các ông nghĩ sao về những câu chuyện khó tin đến mức hú hồn trong video ngày hôm nay? Để lại comment xuống bên dưới cho Sám biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!